Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại hội 13 cải cách ruộng đất, đất đai là góp phần chống tham nhũng từ gốc. Trong những ngày vừa qua giới chức Cộng sản Việt Nam dũng động sống trong sợ hãi vì liên tiếp những thông tin khởi tố, truy tố cựu quan chức ở Bộ Công thương, Tổng công ty Savico, vụ khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của những công chức kề cận với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung là thư ký Nguyễn Ngọc. Nguyễn Anh Ngọc và lái xe là Nguyễn Hoàng Trung với lý do có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Có thể nói đây là một thao tác nghiệp vụ hết sức bất ngờ và bất thường của Bộ Công an Việt Nam. Tội danh mà Bộ Công an tuyên cho các nghi phạm cũng rất lạ tai và nghiêm trọng. Nó giống như một tình tiết diễn ra trong các bộ phim tình báo phản gián vậy. Điều kỳ khôi là những cán bộ này kề cận với chủ tịch đương nhiệm Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Trung, nhưng cả Ủy ban nhân dân và thành ủy Hà Nội đều không hay không biết. Ủy ban nhân dân Hà Nội im lặng còn thành ủy Hà Nội hôm 14 tháng 7, ông phó ban tuyên giáo thành ủy trả lời mới chỉ biết sự việc qua báo chí. Nếu báo chí muốn biết thêm thì qua bộ công an mà hỏi. Cựu bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng nguyên thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cùng hàng loạt các quan chức của bộ này và ban lãnh đạo của tổng công ty Sabeco đã chính thức nằm trong danh mục củi đốt theo quyết định khởi tố của Bộ Công an hôm 10 tháng 7 năm 2020. Nhưng nhiều tình huống bất ngờ đã diễn ra khi bà Hồ Thị Kim Thoa đã biến mất một cách thần tình trong thời gian cấm túc tại gia giống như nhiều trường hợp trước như Vũ Đình Duy, Trịnh Xuân Thành hay Bùi Quang Huy đã cân đầu vân ra nước ngoài hay trước mũi hàng hàng lớp lớp an ninh mật vụ canh giữ nghiêm ngặt. Chỉ 3 ngày sau quyết định khởi tố, cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã bị truy tố với tội danh theo khoản 3 điều 219 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 là vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Một tội danh mà chắc chắn liên quan tới tham nhũng khủng ở giới chức cao cấp Cộng sản Việt Nam qua việc hô biến miếng đất Kim Cương 246 Hai Bà Trưng, quận nhất, thành phố Sài Gòn từ đất nhà nước sang đất tư nhân theo giá bèo. Như vậy, Bộ Công an Việt Nam đang tăng tốc đẩy nhanh việc đốt lò theo chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng trước thềm đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bắt đầu diễn ra vào trung tuần tháng riêng năm 2020. Nhưng nếu nhìn vào danh sách củi của ông Trọng thì có thể nhận ra nhiều cái tên trong danh sách Lê Đức Anh mà cú đêm ô xin của Biên Thắng Cuộc đã déo tên từ trước khá lâu. Hai cựu bộ trưởng bộ 4T là Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Sơn và bây giờ là Vũ Huy Hoàng đều là những cán bộ có mối liên quan mật thiết với cựu Hoàng Lê Đức Anh người được coi là bố già cuối cùng của lớp thế hệ lãnh đạo cũ khét tiếng 10 anh kiệt sau cái chết của cựu hoàng tháng 4 năm 2019, những thông tin đầu tiên về vụ AVG mới bắt đầu được khui trên hệ thống truyền thông Bộ công an vừa qua tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của những cán bộ thân cận với ông chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung, rõ ràng là một việc làm vuốt mặt không nể chứng cá. Cần nhắc lại rằng ông chủ tịch Trung xuất thân từ ngành công an là anh hùng lực lượng vũ trang, giữ hàm thiếu tướng khi mới ở tuổi 46, giám đốc công an thủ đô trẻ nhất trong lịch sử của ngành này. Nhiều thông tin Lê Trái cho rằng Nguyễn Đức Trung đích thực là một khít ruột theo nghĩa đen của Lê Đức Anh và điều đó lý giải con đường quan lộ thần tốc đến khó tin của ông ta. Việc Bộ Công an gõ cửa nhà tướng Trung một cách lộ liễu như vậy rõ ràng gửi đi một thông điệp cảnh báo cho ông chủ tịch người vừa ghi điểm trong các quyết định quyết đoán phòng chống dịch cúm tàu hiệu quả vừa qua. Không nên có tham vọng trong đại hội lần tới, các vết nhơ của quan chức Cộng sản Việt Nam đều được Bộ Công an nắm rõ và giờ đây ông Bí Thư Đảng ủy Bộ Công an đang sử dụng để chơi một ván cờ chỉ có một người chơi, đó là chính ông ta. Trong khi những con cá mập thực sự với đầy đủ chứng cứ phạm tội rõ ràng như Lê Thanh Hải, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo, Lê Hoàng Quân thì vẫn bình yên vô sự. Công cuộc đốt lò của ông Tổng Trọng rõ ràng là chỉ đốt có giới hạn để đảm bảo đánh chuột nhưng không bị vỡ bình Cái bình thể chế vốn đã nứt vỡ và nhung nhúc chuột bọ ở bên trong Trong thời gian vừa qua Bộ Công an Việt Nam có sự thay đổi Thuyên truyền bổ nhiệm mới hàng loạt nhân sự cao cấp Ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước nếu chỉ chỉ từ quý 4 năm 2019 đến quý 1 năm 2020, có khoảng 20 vị trí sĩ quan cao cấp là giám đốc, phó giám đốc công an các tỉnh được bổ nhiệm, mới thì chỉ riêng quý 2 năm 2020 có tới gần 30 quyết định điều chuyển và bổ nhiệm mới ở các vị trí sĩ quan chỉ huy các tỉnh. Đây có thể nói là một cuộc thay máu lớn nhất trong lịch sử ngành. Nó làm cho người ta liên tưởng tới việc ông Bí thư Đảng ủy Bộ Công an đang tiến hành nhằm bảo kê cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ phải diễn ra theo tuyệt đối theo chỉ đạo nhân sự của ông. Với chiêu bài là không có sử dụng người địa phương để làm giám đốc công an tỉnh để bảo đảm tính khách quan công tâm trong thực thi nhiệm vụ. Trên thực tế mục đích của nó hoàn toàn khác với lý do được tuyên bố được mệnh danh là thanh gươm và lá chắn của đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam là hệ thống an ninh lớn nhất Đông Nam Á với khoảng 1,8 triệu quân, bao gồm cả lực lượng chính quy và lực lượng bán vũ trang. Dưới cơ sở như dân phòng, công an xã, bảo vệ dân phố, mạng lưới cộng tác viên, chỉ điểm, lớn gấp 3 lần so với quân đội sử dụng hơn 10% ngân sách quốc gia hàng năm lớn hơn nhiều kinh phí của cả hai bộ giáo dục và y tế cộng lại. Ngân sách dùng cho ngành công an thậm chí còn lớn hơn ngân sách cho quốc phòng, được coi là quốc gia trong quốc gia, nhà nước trong nhà nước là đội cẩm y vệ của hoàng đế. Siêu bộ này có đến 9 thứ tự trưởng, 39 cục trưởng và tương đương với cục trưởng hai khối bộ tư lệnh, 10 khối học viện và nhà trường và hàng trăm tướng lĩnh ở cấp bộ. Chưa kể hệ thống tổ chức của các cơ sở công an tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Đây là cơ cấu quyền lực lớn nhất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với chức năng chính theo quy định là thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội, phản gián, điều tra phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, thi hành án hình sự thi hành án không phải phạt tù, tạm giam, tạm giữ, bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Tuy nhiên, có thể thấy rằng lực lượng này trên thực tế đã đi xa hơn chức năng và nhiệm vụ được hiến pháp và luật pháp quy định rất nhiều. Như một truyền thống của nhà nước chuyên chính vô sản được Mao Trạch Đông gói gọn trong một câu nói, chính quyền được đẻ ra từ họng súng. Rất nhiều tướng lĩnh, công an, Việt Nam trở thành lãnh đạo tỉnh thành như trường hợp của tướng Nguyễn Đức Trung Hay nguyên thủ quốc gia như trường hợp với Trần Đại Quang Sắp tới nếu phe cánh của Long An Ông Trùm Trương Tân Sang vẫn duy trì sức mạnh lấn lướt hiện thời Rất có thể Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình Sẽ có nhiều cơ hội để đi xa hơn trong nhiệm kỳ tới Bất chấp những tai tiếng về một quá trình tội ác trồng chất oan sai và chạy án khủng khiếp. Con đường quan lộ của Nguyễn Hòa Bình cũng là một ví dụ điển hình của hệ thống luật rừng của Việt Nam khi một mình ông ta đóng cả ba vai công an, tòa án, kiểm sát trong vụ kỳ án Hồ Duy Hải kéo dài hơn một thập kỷ qua trong cơ cấu của Bộ Chính trị và Trung ương. Tỷ lệ tướng lĩnh của công an thường chiếm 25-30% nhân sự chủ chốt, thậm chí lớn hơn cả quân đội trong khoảng 20 năm trở lại đây. Việc lạm quyền và tha hóa trong Bộ Công an là phổ biến như trường hợp đường dây đánh bạc hàng chục ngàn tỷ của con rể Phạm Quang Nghị là Nguyễn Văn Dương, liên kết với các tướng lãnh công an như Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, sử dụng máy chủ Bộ Công an để quản lý mạng lưới đánh bạc online khủng nhất từ trước đến nay. Còn các tướng Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân, Phan Hữu Tuấn, đã nhiệt tình giúp đỡ doanh nghiệp của Phan Văn Anh Vũ ăn đất. Các tổ chức chống buôn lậu thì buôn lậu khủng, chống tội phạm thì bảo kê cho tội phạm, công an giao thông thì chặn đường mãi lộ trên tất cả các công lộ quốc gia. Đây có thể coi là tổ chức tội phạm lớn nhất mà một nhà nước chuyên chế có thể tạo ra. Khi Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành Bí thư Đảng ủy Bộ Công an Hệ thống quyền lực này còn kiêm nhiệm một chức năng tối quan trọng nữa là bảo đảm sự chỉ đạo tuyệt đối từ người đốt lò vĩ đại trong công tác quy hoạch nhân sự chủ chốt của Đại hội Đảng các cấp lần thứ 13. Đó là đường lối súng lãnh đạo Đảng. Vẫn biết rằng ông Nguyễn Phú Trọng có bằng tiến sĩ xây dựng Đảng và công việc duy nhất ông làm trong suốt hai nhiệm kỳ qua đó là đốt lò để tổ chức nhân sự Đảng nhưng việc phụ thuộc và sử dụng quá nhiều đến bộ công an sẽ dẫn đến nhiều hiểm họa nguy hại sau này. Ngài Lord Acton từng nói quyền lực tuyệt đối thì tha hóa là tuyệt đối và đó được coi là nguyên tắc vàng trong việc kiểm soát các cơ cấu quốc gia. Một nhà nước mạnh thì phải tự giới hạn và kiểm soát tốt quyền lực của mình. Trong khi đó, các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lại một mở rộng quyền lực cho các cơ cấu quyền lực vốn đã không thể kiểm soát từ rất lâu. Một bài học đắt giá thuộc về lịch sử Đảng cần nhắc cho ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng rằng các bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn, Mai Chí Thọ đã vô hiệu hóa cha già vĩ đại Hồ Chí Minh như thế nào sau khi đã giúp ông ta thực hiện các tội ác bẩn thỉu kẻ dùng gươm sẽ có ngày chết vì gươm và lưỡi gươm trên tay của một kẻ chói gà không chặt như ông Trọng chắc chắn sẽ có một ngày làm đứt tay ông hoặc gây ra những tội ác khủng khiếp như cuộc thảm sát ở Đồng Tâm vừa qua. Đó sẽ là vết nhơ lịch sử mãi mãi gấc khắc ghi tên Nguyễn Phú Trọng. Đừng lặp lại đó một lần nữa. Cuộc cùi lửa tại thành phố Hồ Chí Minh có lẽ sẽ chưa dừng lại ở những ông Tuyến, Tuấn hay vị tân giám đốc sở quy hoạch kiến trúc Sơn vì sai phạm đất đai còn nhiều, không chỉ Sagri mà còn ở khu Đông, khu Nam. Thêm nữa, không thể bỏ qua những sai phạm tại Thủ Thiêm như Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận các dấu hiệu vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Ban Thư sự Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 và một số cựu lãnh đạo với các cái tên lừng lẫy như Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đùa, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thị Hồng, vân vân. Nếu trung ương không tiếp tục làm thì những mầm họa vẫn còn đó, khó khăn trong xử lý triệt để các sai phạm đã đang xảy ra. Đáng chú ý việc hàng loạt quan chức bị xử lý kỷ luật vướng tù tội vì những sai phạm đất đai hàng chục năm qua cho thấy đất đai đã đang và sẽ là miếng mồi béo bở để vòi bạch tuộc tham nhũng bám lấy, làm hư hỏng, tha hóa cán bộ. Bên cạnh việc phải nhanh chóng vã lỗ hỏng trong luật đất đai và các văn bản dưới luật bị các nhóm lợi ích lợi dụng, thì những bất cập trong công tác quy hoạch quản lý đánh giá cán bộ của Sài Gòn cần phải được xem xét lại. Điển hình là việc Tránh Văn phòng Thành ủy, nguyên Bí thư quận 3, nguyên giám đốc Sở xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh vừa bổ nhiệm 15 ngày đã bị khởi tố. Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh công tác quan trọng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc then chốt của mọi then chốt không để lọt vào trung ương cán bộ giàu nhanh nhiều nhà nhiều đất, Tổng Bí Thư đã khẳng định. Như thế là có nghĩa việc các lãnh đạo chủ chốt ở thành phố Hồ Chí Minh như Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài, Tất Thành Cang hay mới đây là Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn leo cao trong bộ máy đã cho thấy sự bất cập trong công tác quy hoạch, quản lý và đánh giá cán bộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhất là khi cái nhân sự trên không phải từng đã bị báo chí và người dân phản ánh về dấu hiệu sai phạm trong công việc, lối sống và tài sản. Ông Hồ Chí Minh từng nói, mọi việc thành bại đều do cán bộ, bố trí cán bộ đúng là khác, bố trí sai là khác, rất nguy hiểm. Những viết xe đồ trong quy hoạch bố trí đề bạt cán bộ vừa qua được kỳ vọng sẽ là bài học để thành phố Hồ Chí Minh củng cố công tác cán bộ, trọng dụng hiền tài, ngăn chặn sớm những kẻ kém đức, thiếu tài, có thể phá hoại sự phát triển đi lên của thành phố. Rất nhiều các vụ xử quan chức liên quan đến tham nhũng đất đai, họ tha hóa quyền lực. Đúng, như kỷ luật dân đe đồng thời với giáo dục họ vẫn chỉ giải quyết phần ngọn, triệu chứng. Cần phải cải cách đất đai để góp phần chống tham nhũng từ gốc. Sau cải cách dụng đất năm 1953, những nỗ lực của nhà cầm quyền Cộng sản sửa đổi bổ sung luật và chính sách nhằm phù hợp với bản chất chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam toàn trị luôn gặp khó khăn. Hơn thế, quá trình chuyển đổi nền kinh tế càng gần thị trường thì những bất ổn có nguyên nhân từ đất đai càng lớn. Gần đây, việc giả soát những bất cập của luật đất đai năm 2013 để sửa đổi bổ sung dự kiến trình Quốc hội khóa 14 năm 2020 lại lỡ hẹn dự kiến dự thảo luật này sẽ được trình sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sở hữu toàn dân về đất đai là quan điểm không còn phù hợp với thực tế Đảng Chính phủ cần xác định đây là điểm nghẽn để tạo thay đổi bước ngoặt cho cải cách đất đai để chống tham nhũng từ gốc nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung. Đất đai là tài nguyên quý giá đối với mọi quốc gia, hơn thế đối với những nước nghèo như Việt Nam, nó còn là nguồn lực to lớn để phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi sang thị trường, vấn đề đất đai đã dần trở nên mất kiểm soát bởi nhà nước do luật lệ, chính sách lạc hậu mang nặng tính chính trị và hậu quả là đất đai trở thành lãnh địa màu mỡ cho cán bộ lãnh đạo tha hóa quyền lực, trục lợi, tràn lan dưới nhiều hình thức từ trắng trợn đến tinh vi. Mới đây ngày 11 tháng 7 năm 2020, truyền thông nhà nước đưa tin một số cựu quan chức của Bộ Thương mại gồm cựu Bộ trưởng, cựu Thứ trưởng và vụ trưởng trong nhiệm kỳ 2011-2016 bị khởi tố vì những sai phạm trong quản lý sử dụng tài sản nhà nước có liên quan đến việc đầu tư dự án cao tốc tại khu đất vàng ở trung tâm quận nhất thành phố Sài Gòn gây thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỷ Việt Nam đồng. Cũng trong cùng ngày, Bộ Công an đã khởi tố 5 người trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Đó là các vị quan chức cấp bậc hạ trung từ phó chủ tịch đến các phó giám đốc sở ban ngành thuộc thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cần gõ các từ khóa trục lợi vi phạm đất đai ở Việt Nam trên công cụ tìm kiếm Google thì hàng chục nghìn kết quả được hiển thị. Đặc biệt trong nhiệm kỳ đại hội 12, hai nhân Việt vật vật cộm cán có biệt danh Vũ Nhôm và Út Trọc đã trở thành điển hình về nhóm lợi ích tham nhũng đất đai khi hình thành đường dây trong thời gian dài đưa hàng chục quan chức từ cấp thấp đến cấp cao, từ địa phương đến trung ương vào vòng lao lý. Đó là ví dụ về các trường hợp bị lộ. Nói chung các quan chức ăn đất nói theo kiểu dân dã giàu lên một cách nhanh chóng, nhà lầu xe hơi, con cái đi học nước ngoài. Trong khi người dân mất đất lâm vào cảnh cùng bần, hoàn ức, trên một diễn đàn khoa học khuyến nghị một số nội dung trọng tâm cần sửa đổi bổ sung trong luật đất đai 2013 ngày 8 tháng 7 Do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam VUSTA tổ chức Ông Phó Chủ tịch VUSTA tại đại biểu Quốc hội khóa 14 cho biết Tình trạng vi phạm chính sách pháp luật về đất đai diễn ra khá phổ biến Tình trạng tham nhũng trục lợi và làm thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất đai vẫn diễn ra và khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai rất phức tạp, chiếm tỷ trọng rất rất lớn, khoảng 70%. Ngoài hậu quả cản trở tăng trưởng kinh tế và hủy hoại môi trường, hiện tượng trục lợi đất đai đang là căn nguyên của bất ổn thể chế, bất bình đẳng xã hội mất niềm tin trong dân chúng và thậm chí dẫn đến xung đột xã hội và gia đình gây gắt rộng khắp. Điển hình như ở Đồng Tâm, điểm nóng về sử dụng vũ lực và thủ thiêm, tồn động lâu dài về dân oan khiếu kiện. Đã có những nỗ lực Giả soát những bất cập của luật đất đai năm 2013 để sửa đổi bổ sung dự kiến trình quốc hội khóa 14 cho ý kiến năm 2020. Tuy nhiên, vì nhiều lý do dự kiến, dự thảo luật này sẽ được trình sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sửa đổi luật đất đai và các thể chế có liên quan có thể rơi vào bế tắc. Vấn đề là sở hữu ngày càng trở nên quan trọng. Nguyên tắc vận hành của thị trường cần nền tảng sở hữu tư nhân. Chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường nếu không thay đổi quan niệm về sở hữu toàn dân và nếu kéo vì lý do chính trị để cải cách luật chính sách cũng như thể chế có liên quan thì sự bế tắc là không thể tránh khỏi và hậu quả là thể chế trở nên bất ổn. Sở hữu toàn dân không phải là một khái niệm từ các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mark Lenin mà nó được du nhập từ mô hình kinh tế tập trung của Liên Xô những năm 1930 của thế kỷ trước. Trong hiến pháp năm 1946 của Việt Nam chưa có khái niệm này. Hiến pháp năm 1959 có quy định các hầm mỏ, sông ngòi, những cây và đất hoang là của nhà nước, thuộc sở hữu của nhà nước, tức là sở hữu của toàn dân. Với ngụ ý sở hữu toàn dân đồng nghĩa với việc sở hữu của nhà nước. Mãi đến Hiến pháp năm 1980 mới tuyên bố đất đai thuộc sở hữu của toàn dân. Đây là khái niệm mang nặng tính chính trị khó áp dụng cho một định nghĩa pháp lý trong điều chỉnh pháp luật và các giao dịch pháp luật việc cụ thể hóa trong các luật đất đai sửa đổi sau này và các luật có liên quan như bộ luật dân sự trở nên phức tạp bởi vì việc xác định ai hay những ai chính là người chủ đích thực của đất đai khối tài sản khổng lồ được coi là sở hữu toàn dân luôn gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa những quyền tài sản tư nhân xuất hiện ngày càng nhiều núp bóng dưới khái niệm ngày càng trở nên mơ hồ là sở hữu toàn dân nhà nước trên danh nghĩa là đại diện chủ sở hữu duy nhất nhưng không thể trực tiếp sử dụng và khai thác hàng trăm triệu ô đất thửa đất lớn nhỏ trên phạm vi của toàn quốc bởi vậy, từ năm 1993, nhà nước buộc phải trao lại quyền ngày càng rộng rãi hơn cho các cá nhân và tổ chức đang sử dụng những ô thửa đất toàn dân này. Các pháp nhân này về danh nghĩa không có quyền sở hữu tư nhân tuyệt đối, nhưng ngày càng được hưởng nhiều quyền tài sản trên đất hoặc gắn liền với đất qua các lần sửa đổi luật đất đai mâu thuẫn này ngày càng trở nên sâu sắc thêm khi nhà nước cộng sản việt nam phân biệt đối xử về các vấn đề quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất các đối tượng khác nhau về thực thi quyền can thiệp mạnh mẽ vào quá trình sử dụng đất nhưng lại phân tán thực thi quyền định đoạt của nhà nước với đất đai đây là những khuyết tật luật pháp chủ yếu tạo ra môi trường cho tham nhũng chính sách và chiếm đoạt trong thực tế khiến cho bất ổn thể chế gia tăng như nêu ở trên. Đối với hầu hết các quốc gia sở hữu đất đai hình thành một cách tự nhiên, đất đai có thể thuộc sở hữu tư nhân hoặc nhà nước. Theo các nhà nghiên cứu luật pháp trong cổ luật Việt Nam, chế độ sở hữu đất đai thường phân thành ba loại: ruộng đất công, quân điền, ruộng đất của làng sở hữu cộng đồng và ruộng đất tư sở hữu tư nhân. Dù nặng về hình thức nhưng cổ luật Việt Nam không thiếu những nội dung cốt yếu được xem là nền móng cho pháp luật sở hữu. Từ Quốc triều hình luật đến dân luật Bắc Kỳ năm 1931, pháp luật Việt Nam đã để lại một di sản pháp luật sở hữu về đất đai. Tuy không tinh xảo khái quát và cao siêu như vật quyền của người La Mã, song cũng đủ minh định rõ ràng ai là chủ nhân của hàng trăm triệu ô thửa đất kiến tạo nền lãnh thổ quốc gia. Trong giai đoạn hiện nay, quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang định hướng xã hội chủ nghĩa, góc nhìn quyền năng khai thác, hưởng hưởng dụng và định đoạt trên hàng triệu thửa đất, lô đất trên lãnh thổ Việt Nam đã được sở hữu như các tài sản tư nhân và dấu hiệu đa sở hữu về quyền tài sản liên quan đến đất đai là một thực tế không thể đảo ngược. Nếu nhận diện và đánh giá thẳng thắn về các bất ổn thể chế và xã hội hiện nay cũng như những rủi ro ẩn chứa sau quan niệm chính trị lạc hậu về sở hữu toàn dân thì Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 sắp tới có thể tạo ra sự thay đổi bước ngoặt trong cải cách đất đai để phát triển bền vững đất nước. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi